đến lựa chọn cho mình được đôi loa V3X12i được tuyển chọn tại cửa hàng Hiếu Euro. Kính thưa các bác, mấy anh em, thì với những đôi loa V3X12i được cửa hàng Hiếu Euro tuyển chọn cực kỳ kỹ, với giá nhập nó tương đối cao, nên các bác anh em đến sẽ được đôi loa chất lượng. Đây, các bác anh em xem đây, có quy trình tuyển chọn của các bác cũng rất là khắt khe, đến cửa hàng xem. Trong kia thì đã là một đôi rồi, và đây là đôi thứ hai các em nhé. Lúc trước thì em có đã quay một đoạn của anh trai áo vàng này, anh kiểm tra rất là kỹ, anh rất là làm chuyên tổng loa nên là xem loa rất là kỹ và dẫn anh em ở nhà, cả người nhà đi xem và mua loa cho mình. Còn các bác có chốt không thì các bác anh em trực tiếp sau đoạn nữa em sẽ quay thêm một đoạn nữa, nếu các bác chốt em sẽ thông báo cho các bác biết nhá. Cho tôi những từ năm ngoái trở lại theo lô đồ về mấy đôi hồng là còn thì đó là những cái bài cho người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. Mẹ tớ hôn con chép 212. Chép hai cụ bé. Hai ba cụ bé con này. Nếu mà xin 212 thì tớ hơn R212 Z R à? R212 tớ hôn con này. Cái cụ 212 nhỏ hơn con này. Nhỏ hơn con này, chép nhỏ hơn con này. Nếu mà Z R212 thì tớ hôn nhau. Cái nhỏ, cái nhỏ rồi. Chép nhỏ hơn quỷ hôn này. Cái 212 nhỏ hơn con này. Chép nhỏ hơn. Chiếc 212 nhỏ hơn. Còn là Pro Dog. Chiếc 212 chỉ 12 14 thôi. Đây, anh ơi, anh lắp cho em con này bà. Vâng, anh cứ để đấy em. Anh làm clip à? Không, em quay đây clip lại. Thôi anh làm clip được. Anh làm clip cho em được. Rồi, đây được rồi. Hàng bên em mua cái bác về tự mở xem thoải mái luôn, nên là thử làm kia thì mở xem. Cảm thấy về nó mở ra xem lại lần nữa thoải mái. A few moments later. Đây là bác chủ. Bác đã quyết định xuống tiền với đô la B3X12i. Lấy tôi 4 cái không nhé. 801 8965 097 801 8965 đúng không ạ? Rồi.
Em lấy luôn những gì nữa lấy bài không? Đô la mấy bài anh hay đúng không ạ? Mình có lấy những gì đúng không ạ? Không. Tôi là X12Y, tôi thứ hai trong ngày thứ 7. Đây là loại của anh này các bác anh em nhé. B3X12Y, cặp thứ hai trong chiều ngày thứ 7. Mỗi bên 3 mét là nhiều lắm anh ạ, anh tính xem. Em đã đóng gói cẩn thận nhé. Vì hôm nay trời rất là dễ đổ mưa nên là anh em đã cuốn rất là cẩn thận. Song Phương ngay gần đây nhỉ, chục cây đi đường D. Không tặng rồi, để cho em tặng 6 mét rồi. Anh lấy thêm 6 mét à? Là 12 mét.